Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em con máy rất là khủng trong giới lua hoặc rig, là con máy Stella anh em nhé. Đây, con máy Stella, con này thì có thông số là 10.000 PG, SVK 10.000 PG, bản SVK mới nhất hiện nay. Thì con này mình nhập trực tiếp từ tiệm bên Nhật anh em nhé, nên là nó sẽ có tem vàng nhé. Tem vàng, bản nội địa Nhật. So với những cái bản mà anh em nhập từ những cái nước khác thì là nó bản Nhật này nó sẽ đắt hơn. Đấy, nhưng mà chất lượng này anh em thì yên tâm dùng. Đấy, bản nội địa Nhật này. Con này con mới tinh anh em nhé, 100% luôn. Đi với con máy này thì là con máy đánh cha, đánh cá cha anh em nhé. Đánh cá cha khủng, như là cùng với đi con máy là một quân dù số 6 của OCA. Và cùng với một cây cần, nhưng mà cây cần thì là do cái cây cần nó dài hơn nên là sẽ về kiện sau đấy, có thể là mai kia thì về thì mình sẽ review tiếp cho anh em xem. Cuộn sôi dây số 6 này có tải là 99 lb anh em nhé, 99 lb đấy, nó tải tầm hơn 40 cân đấy, anh em kéo tra thoải mái luôn. Cuộn này 300 m, cuộn này đấy. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ đi đánh giá chi tiết con máy cho anh em xem. Đầu tiên là thân máy của chúng ta đúng không? Đấy. Bộ hộp thì phía trước là có chữ Stella này, xung quanh Stella luôn. Đằng sau này là mã code, rồi là mã vạch. Mình sẽ đi đánh giá các chi tiết bên trong anh em xem nhé. Mở hộp ra, đây này, mã cốt này. Đấy. Bên trong này thì có sách hướng dẫn này, rồi là sách chi tiết này. Đấy, mấy cái này thì mình tạm bỏ vào một bên. Bên trong này, đó. Đây là một cái tay quay máy này. Đây là một cái bộ phận đổi tay quay này. Đấy, khi mà anh em thích đổi tay quay thì phải lắp cái này vào mới đổi được nhá. Cái lông đen để đệm lô, khi mà nếu mà vào dây không đều thì có thể đệm vào. Một lọ mỡ chai máy. Đấy. Một cái nịt dây ở lô máy. Và đây là nguyên vật chính của chúng ta. Đấy. Bên ngoài thì là có sách này anh em nhé. Máy này anh em có thể cầm lấy sách. Đấy, theo này. Phần này ghi Stella Shimano này. Bên trong này là sẽ là con máy của chúng ta. Khủng anh em ơi. Con này nó khủng không? Úi. Vẫn được răng cho anh em xem nhé. Cầm con này đúng là quá là khủng luôn. Đấy, chúng ta thì là phần body thì nó sẽ có thay đổi hơn đời trước một chút. Và phần lô này, phần vát cạnh, phần đời trước nó sẽ vát sang bên phải, đời này sẽ vát sang bên trái này. Và những công nghệ mới như là ở Roto này. Đấy, chẳng hạn là sẽ có nhiều công nghệ mới. Con máy mới này nhìn quá phê, ở trên này thì nó sẽ chân máy này nó sẽ ghi này, mã code này, Stella NVK 10.000 PG này, đây, mã này, Japan này, tem này, đó. Hàng mới, anh em nghe tiếng đưa răng của nó nhá. Đấy, nghe nhức ngay không? Này mà cá cha mà lôi vào, này mà những con cá nào mà lôi vào thì nghe nhức nách luôn. Phần lô này nó làm nhìn cũng đẹp. Đây là những cái này điều chỉnh được rồi. Đấy. Phải dùng cái con máy hơn 20 triệu mà. Hơn 20 triệu con máy thì là tất nhiên là nó là dòng đỉnh cao nhất. Những gì tối tân nhất thì nó sẽ trong trang bị cho con máy này. Những gì tối tân nhất. Đấy. Đây là công nghệ mới này, Protech trong nước. Hết bị keo này.
cái phần con lăn này thì đời mới này nó cũng làm công nghệ chống chống nước nhá. Đấy, mình con lăn mới này, con lăn dây này. Bây giờ thì mình sẽ lắp từ cái tay quay nó vào, lắp cái tay quay này vào cho anh em để xem. Đây, tay quay này. Con này thì là bản này nó sẽ là tay quay bên trái. Nếu anh em muốn đổi tay quay quay thì là có cái bộ phận đổi tay quay ở kia này, để quay thử cho anh em xem nhé. Rất là mượt mà, đúng này, rất mượt mà luôn, siêu đẹp luôn anh em nhé. Đây, quay rất là mượt nhé. Đây, rất là mượt mà. Mình còn đây là một con máy mới nên mọi thứ nó đi hoàn hảo. Này em đánh, ví dụ đánh lục thì đánh đánh tự nhiên, đánh bạo lực luôn. Hoặc anh đánh cá tra, hoặc là đánh biển, đánh rích rồi lua biển, bắt những loại cá to anh em nhé, rất là phê luôn. Con này hiện tại đang có mức giá là trên 20 triệu anh em nhé, rất là phê luôn. Đấy, đi kèm với đó đây một cuộn dây này, dây số 6 này. Đây, vào máy cho 10.000 luôn. Đây, con này 10.000 em vào vừa luôn cuộn này, con số 6 này, tải 99 lb, nó tầm hơn 40 cân đấy. Cứ 10 mét thì lại một màu khác nhau để cho anh em dễ phân biệt. 10 mét lại một màu đấy. 2, 4, con 5 màu cuộn này, 10 mét là một màu. Bài đánh giá review con em máy Stella 10.000 PG chi tiết cho anh em này. Đấy, con này con đời mới nhất EVKF. Anh em là có nhu cầu hoặc là thắc mắc gì thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình để link bên dưới, hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn trực tiếp cho anh em tất cả các loại máy, từ ISO đến rig đến đánh cá tra, câu lục, cần tay, thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình để bên dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.